Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 161 của kênh công nghệ TND. Và như mọi ngày thì hai anh em mình cùng em Duy và Lương sẽ thay nhau tất cả những cái trả lời cũng như tư vấn cho các bạn. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên trong số hỏi đáp thứ 161 ngày hôm nay của bạn Huy Võ. Bạn có hỏi là MacBook Pro 13 2017 256GB, rồi em mua mới luôn thì liệu có thể xài 5-7 năm cho học lập trình không anh? Hay nên mua luôn bản 2018? Em thấy chênh giá hơi nhiều nhưng không biết là có đáng nâng cấp hay không ạ? Em ơi, thực tế thì một cái câu nói của anh sẽ trả lời em rất là chân thành luôn. Đó là một chiếc MacBook thì có thể dùng 5-7 năm hay không? Thông thường một chiếc máy thì Apple họ sẽ bảo hành chúng ta khoảng từ 35 đến 5 năm là cao nhất, đúng không ạ? Còn nếu những chiếc máy mà sử dụng đến tầm khoảng 7 năm thì anh nghĩ là nó cái thời gian đó nó quá dài. Em cũng không nên cần thiết phải nhìn cái tầm nhìn của chiếc máy nó xa như vậy. Còn dòng 2017 hay 2019 đi chăng nữa thì với công việc lập trình của em cũng đã là đủ rồi, cũng đã là ngon lắm rồi. Có cái điều đây là cái tầm tiền mình đầu tư nó hợp lý và mình thu lại được cái gì thôi. Còn như anh tư vấn cho khách hàng là tốt nhất là chúng ta nên dùng cái tầm nhìn của chúng ta chỉ lên 3-5 năm thôi. Bởi vì với cái mặt bằng công nghệ, với cái đồng tiền bây giờ nó ngày càng trượt giá thì chúng ta cũng không nhất thiết phải nhìn một chiếc máy quá lâu, mà chả ai dùng một cái máy đến 7-8 năm xong ít lắm, thường khoảng 3-4 năm là có điều kiện kinh tế hoặc là ngưỡng nghề, đam mê thì đã đổi rồi. Đó. Còn một chiếc MacBook thì kể cả những sản phẩm rất là đắt tiền nhưng anh nói luôn tỷ lệ lỗi bảo hành là như này, đơn giản như này nhá. 100 cái máy bán ra sẽ mất 1-2 con, có nghĩa tỷ lệ bảo hành khoảng 1%. Đó là trong cái thời gian bảo hành bị lỗi. Mà các dòng chẳng hạn như 2017 thì em biết lỗi gì thì em biết rồi, lỗi bàn phím, màn hình chẳng hạn. Còn dòng 2018 thì nó đỡ hơn và tối ưu hơn. Anh nghĩ là dòng 2018 nếu tính ổn định thì thấy nó hơn hẳn so với dòng 2016-2017. Thì nếu mà có điều kiện kinh tế thì em có thể đầu tư sang 2018 là tốt nhất em nhé. Thôi, cứ chúc em đầu tư máy gì cũng được, cứ làm việc hết mình, chơi hết sức và mọi thứ thì sẽ tốt đẹp với em nhất em nhé. Chứ còn tầm nhìn 5-7 năm xa quá em ạ, cứ nhìn 3-4-5-5 năm thôi em nhé. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai của bạn Ngọc Phan. Bạn có hỏi là em định mua Dell 7567i5 7300HQ, card 1050 Ti, 4GB RAM, 8GB SSD, 128GB HDD 1T với giá 16 triệu có ổn không ạ? Còn laptop nào ổn hơn với giá 16 triệu không ạ? Em cảm ơn anh. Thưa em, là nếu mà trong phân khúc đó là đồ họa cũng như chơi game, cái tầm tiền của em thì con này nó đã đỉnh rồi. Còn nếu mà nhìn hơn một chút thì em mua được con i7 thì ngon. Còn với GTX 1050 Ti, dung lượng 4GB để xử lý đồ họa như chơi game rất ổn rồi. Có RAM, có SSD thì con này chọn thêm cái màn hình đó là IPS nữa thì anh nghĩ là trong phân khúc này không có một chiếc máy nào cấu hình tốt hơn. Thì có một cái đối thủ, nếu em đầu tư tầm 17 triệu thì nó sẽ con đó là L340, được trang bị đó là i5-9300. Con này nếu mà chip so với con 7300 nó hơn hẳn luôn. Và cả màn hình thì lại hơi đuối một chút, nó chỉ có GTX 1050 dung lượng là chỉ có 3GB thôi. Trong khi đó 1050 Ti thì nó lại hơn, mạnh hơn. Nhưng là chip là đời 7, nói chung là kiểu như một chiếc máy đời mới thì có thể là L340 nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà còn con này thì anh nghĩ là ổn định và Vega khá khỏe. Nói chung là con này bán cũng khá nhiều, anh thấy kiểu giá nó cũng khá là ok. Thì em có thể cân đối để lựa chọn em nhé. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3 của bạn Linh SMG. Bạn có hỏi tầm 8 triệu trở xuống thì nên mua laptop nào để học và chơi game ạ? Có cạc rời, em tính mua Dell E6530 thì có được không ạ? Thực tế mà nói tầm 8 triệu thì em cũng sẽ không có nhiều sự lựa chọn. Còn nếu anh phân tích một chút về con Dell 6530, đây là một chiếc máy mà dành cho doanh nghiệp. Và anh thấy con này độ bền của nó còn STD 80G, vỏ Mazue cũng như hợp kim rất chắc chắn, với khả năng nâng cấp CPU, chip hoặc cả màn hình. Nếu trong tầm khoảng 8 củ thì con này là con ngon nhất. Nếu mà em mua con i7 là RAM 8 hoặc SSD 128GB chẳng hạn, Vega rời thì nhà anh đang bán ở phân khúc khoảng 8 triệu. Còn nếu mà cố hơn một chút đi thì em sẽ đầu tư con Dell Latitude 6540. Nếu mà phải nói về cấu hình cũng như ngoại hình nó lại khác hẳn so với 6530. Con này cũng mạnh hơn với Vega 2GB, còn Vega con 6530 thì hơi đuối một chút bởi vì nó chỉ có 1GB thôi. Thì em có thể cân đối, em lựa chọn. Còn 6540 thì em phải đầu tư là trên 8 triệu em nhá. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với hỏi thứ tư của bạn Trần Việt. Bạn có hỏi là Intel Core i3 6006 với con Intel Core i3 7020U thì khác nhau như thế nào? Xin cảm ơn ạ. Em ơi, một con là chip Skylake thế hệ thứ 6 và một con chip đó là Core Black thế hệ thứ 7. Thì tất nhiên là con i3 7020 thì nó sẽ mạnh hơn một chút so với i3 6006 em ạ. Còn với anh thì hai con chip này nó chỉ là cơ bản để trong những công việc đó là mà sử dụng một chiếc máy tính văn phòng hay là làm đồ họa chơi game, nó ở mức cơ bản nhẹ nhàng thôi em nhé. Còn nếu mà có điều kiện thì mới mua đời 7 thì chắc chắn là hơn đời 6 được sản xuất 2016 và đời 7 là có thể sản xuất 2017 em nhá.
Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 5 của bạn Volleyball Việt Nam. Bạn có hỏi là giờ có nên mua Dell XPS 9434 không anh? Em thích thiết kế đấy, nhu cầu của em chỉ là Photoshop và văn phòng. Cảm ơn anh ạ. Em ơi, chiếc máy này chính xác của nó là XPS 139343 chứ không phải là 9434 như của em đâu. Chiếc máy này có thiết kế lần đầu tiên, đó là có khái niệm Infinity tràn viền cho một chiếc laptop. Nói chung là chiếc máy này rất đẹp em ạ. Trong cái phân khúc để làm máy tính văn phòng thì em này là sexy nhất trong cái phân khúc đầu tư từ khoảng 13 đến 15 triệu. Nó sẽ tùy vào cấu hình bởi vì em này nó sẽ có bản RAM 4GB và bản RAM 8GB. Còn nếu mà em muốn làm đồ họa hoặc là vẽ vời nó ngon một chút thì nên chọn bản RAM 8GB hoặc SSD 256GB. Màn hình Full HD tràn viền là rất đẹp rồi. Ngoài ra phiên bản này có cả màn phiên bản màn hình 3K thì em có thể cân đối. Nhưng lưu ý với em thì dòng này thì nó là dòng chạy chip U và không cả đồ họa rời thì nó chỉ làm cơ bản về đồ họa thôi chứ nó hoàn toàn không mạnh. Nhưng được cái kiểu dáng con này cân nặng cũng như thực lực pin rất ok em nhá. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 6, bạn Hoàn Võ, bạn có hỏi là anh ơi, Dell 5577 và Lenovo L340, chiếc nào cấu hình mạnh hơn, đáng mua hơn, cho trải nghiệm tốt hơn, cao cấp hơn, mời anh tư vấn nhanh ạ. Anh có làm một cái video so sánh đó là chiếc L340 này, 5577 và G3. Anh sẽ phân tích lại một lần nữa nhá. Thứ nhất, nếu mà về khả năng xử lý của CPU thì chắc chắn là 340 nó sẽ hơn. Sử dụng dòng CPU đời 9 thì mạnh hơn dòng với 5577 đời 7 rất là nhiều. Nếu mà tính hiệu năng mình sơ sơ qua tính qua cho em thôi, nó sẽ nhanh hơn khoảng 25-30% hiệu năng của CPU. Còn nếu mà tính về khả năng nâng cấp thì chiếc 5577 là nâng cấp tốt hơn bởi vì có 2 slot cắm RAM. Trong khi đó thì em Lenovo 340 chỉ có 1 slot cắm RAM thôi, nó sẽ giới hạn ở đó là 16GB, trong khi 5577 là 32GB. Nếu em sử dụng các phần mềm lập trình, các ứng dụng mô phỏng hay đồ họa mà các phần mềm ăn nhiều RAM thì 5577 sẽ hơn. Có một khía cạnh nữa đó là con 340 thì cặp màn hình rời của nó thực tế nó chỉ là GTX 1050 với dung lượng chỉ có 3GB thôi, chứ không phải là 4GB so với 5577. Và nếu mà tính về khả năng chơi game cũng như đồ họa thì chắc chắn 4GB sẽ đập chết con 3GB. Nói chung hai em này thì được cái nọ mất cái kia. Và cả hai em thì đều trang bị màn hình Full HD IPS. Đó thì em có thể cân đối. Còn nếu mà về mặt mới thì chắc chắn là 340 sẽ mới hơn 5577 bởi vì sử dụng nhiều cái công nghệ mới hơn. Còn nếu mà nói về tản nhiệt thì em 340 thì tản nhiệt kém hơn một chút so với 5577. Nói chung là trong tình huống này cũng khó chọn ra nó phết. Một chiếc máy được trang bị đời mới và một chiếc máy thì công nghệ đã cũ 2 năm rồi thì em có thể cân đối em lựa chọn. Còn nếu mà khả năng build máy về chắc chắn thì 5577 sẽ chắc chắn hơn một chút so với L340. Và kể cả vật liệu của nó nhìn kiểu dáng thì có thể 5577 thì nó đậm chất gaming một chút. Còn con 340 thì thiết kế khá hiền, tối giản và có thể sử dụng trong văn phòng. Thì em có thể cân đối cái sự lựa chọn của em. Thứ nhất là theo sở thích, thứ hai nữa là theo cái nhu cầu dùng. Muốn chơi game mạnh thì có thể chọn 5577. Còn muốn cấu hình CPU, các thứ xử lý cao, các vụ về xử lý về đồ họa mô phỏng, có nghĩa là đồ họa ở đây thì nó là các khối tính toán bởi CPU nó mạnh mà, thì em sẽ chọn 340 nó hơn, thì em cân đối em nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 7 của bạn Cani Đồng. Bạn có hỏi là giữa i7-5600U với i5-6300U thì hiệu năng chênh nhau bao nhiêu phần trăm anh? Nếu sử dụng công việc văn phòng trong 3-4 năm thì có xứng đáng nâng cấp không ạ? Em cảm ơn ạ. Thực tế mà nói thì con 5600 với cả con 6300 thì nó nhỉnh hơn có 1% thôi, đó là con i7. Anh cũng có gửi cái đường link mà có cái bài so sánh ở trên trang ấy, thì anh gửi cho em qua YouTube rồi, thì em có thể tham khảo. Còn nếu mà với các tác vụ i7, tất nhiên là khi xử lý và các thông tin thì nó con i7 sẽ xử lý tốt hơn con i5. Nhưng mà con i7 này lại cũ hơn một đời, bởi vì i5-6300 dù gì cũng sản xuất ra sau, thì em có thể cân đối lựa chọn sản phẩm. Thực ra thì với anh thì nó cũng chả chênh lệch gì nhiều, là 1% chả đáng là bao nhiêu. Nhưng mà i7 nhìn thì có vẻ là hơi oai một chút so với i5, thì em có thể cân đối lựa chọn. Còn em hỏi là có dùng được 3-4 năm hay không, thì với dòng CPU 15-16 thì vẫn có thể đảm bảo cho em dùng từ khoảng 3-5 năm. Nhưng mà củ bền đôi khi nó cũng tại cả người dùng. Còn anh nói luôn là với hai con CPU chip U này thì nó chỉ sử dụng cơ bản là đồ họa nhẹ nhàng thôi, và chơi những tựa game 2D hoặc có thể 3D nhưng không đòi hỏi cấu hình máy quá cao. Và chip U như này thì nếu mà có trang bị cả đồ họa rời thì nó cũng không phải khỏe. Tóm lại là nó dành cho văn phòng, đồ họa cơ bản nhẹ nhàng thì sẽ sử dụng ok em nhé. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 8 của bạn Minh Trần Bùi. Bạn có hỏi là anh ơi, con FX505DI của em bị nháy đen màn hình, thì tắt đi bật lại xong nó đen màn hình luôn, soi đèn pin vào thì vẫn thấy chữ các thứ nhưng màn hình không sáng, là bị sao ạ? Trong trường hợp này của em thì có thể là màn hình nó bị lỗi, có nghĩa là vẫn hiển thị, có những cái máy của em nó hoàn toàn chạy bình thường nhưng nó bị mất đèn led của đèn. Thì em soi vào thì vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ.
Trường hợp này của em thì theo anh đi bảo hành đi, bởi vì máy này của em chắc chắn là còn bảo hành chính hãng chưa thể hết được. Nếu mà được đi bảo hành thì thường hãng sẽ thay cho em một cái màn hình mới. Và có một trường hợp nữa là có thể máy nó sẽ bị lỗi cáp đấy em ạ, thì thay cáp ok, mà tóm lại là đi bảo hành thì em sẽ không mất tiền em nhá. Vâng, thưa các bạn, là chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 9. Vâng, đến với câu hỏi thứ 9 của bạn Đạt Nguyễn. Bạn có hỏi là em đang dùng Dell M4800, em có dùng để chơi liên minh huyền thoại nhưng chả biết sao dạo này em chơi cứ chơi được khoảng 10 phút thì nó tự nhiên sụt nguồn và tắt máy. Em bật lại thì bật lại được ngay. Em kiểm tra pin thì thấy pin vẫn còn hơn 50%. Em cắm sạc chơi nhưng vẫn bị như vậy. Anh cho em hỏi là máy em bị làm sao vậy ạ, và cách để em tự khắc phục được không ạ? Trong trường hợp này của em thì anh chuẩn đoán sơ qua là có thể là lỗi cảm màn hình. Bởi vì khi em chơi game thì nó xử lý bằng cảm màn hình, hoặc có thể là máy của em không được làm mát. Cái cảm Vega nó không được làm mát. Theo anh thì em lên cài phần mềm đó là Full Max để em chạy test. Nếu em test Full Max ở chế độ 3D mà trong trường hợp chạy một lúc nó bị sập nguồn thì có thể là con cảm màn hình nó bị lỗi. Đó, thì em có thể kiểm tra qua phần mềm. Còn nếu mà trong trường hợp cảm màn hình lỗi thì em sẽ phải thay một con cảm mới. Còn giá một con cảm của con này thì nó sẽ có hai dòng cảm, đó là K1100 và K2100. K1100 giá đâu đó trên thị trường khoảng 1,7 triệu, 2100 khoảng 2,2 triệu, cũng khá đắt em ạ. Thì trước mắt thì em cài qua phần mềm test, nếu mà tình trạng bị như vậy thì em có thể đến chỗ cửa hàng mà em mua ấy, yêu cầu họ vệ sinh, bảo dưỡng và tra keo tản nhiệt mới và kiểm tra xem hai cái quạt trong máy nó có chạy hay không em nhé. Bởi vì quạt trong làm mát mà nó không được làm mát ổn định thì nó sẽ tắt nguồn bất kỳ lúc nào, bởi vì nó quá nóng, nhiệt độ nó quá cao. Đó, trường hợp nó rất là nguy hiểm. Còn nếu vệ sinh bảo dưỡng mặt da là keo mới mà nó hoàn toàn hết thì em sẽ dùng ok, ngon lành. Đen nhất là sợ lỗi cảm thôi. Còn nếu mà cửa hàng cũ họ không hỗ trợ em tốt thì có thể qua cửa hàng anh. Lúc là qua alo số điện thoại của anh là 077 357 4 số 9. Anh sẽ cho nhân viên kiểm tra cho em hoàn toàn miễn phí. Còn nếu mà lỗi phần mềm thì thông thường thì anh sẽ hỗ trợ cho em miễn phí. Còn nếu mà trong trường hợp bảo dưỡng vệ sinh mà nó hết, anh sẽ thu phí 100.000. Còn nếu mà trong trường hợp phải thay cạc thì bảng giá là như vừa rồi em nhá. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 10 của bạn HB Timobi, cũng là câu hỏi cuối cùng trong số hỏi đáp 161 ngày hôm nay. Bạn có hỏi là cho em hỏi sự khác biệt nào giữa chip Core i7-9750H trên một con lap 20 triệu và 35 triệu được không ạ? Liệu có sự giới hạn hiệu năng hay xung nhịp giữa hai máy không ạ? Hay là hai máy chip chạy hoàn toàn như nhau? Em cảm ơn ạ. Đúng đấy, anh nghĩ là trong trường hợp này sẽ rất là nhiều người quan tâm. Thực tế thì 9750H là con rẻ nhất, đó là con 340. Chắc chắn là mọi người đã thấy hôm vừa rồi mình giới thiệu giá của nó rẻ đến rất bình luôn, dưới 20 triệu. Thì mọi người cũng sẽ hỏi là tại vì sao một chiếc máy như này mà cũng là con chip này, ví dụ như chạy trên con Dell G7 chẳng hạn, chạy RTX 2060 chẳng hạn, nó giá đến tận 40 triệu, vị trí là chênh nhau đến 20 triệu. Thì mọi người sẽ đặt câu hỏi là có bị bóp xung hay không, có bị giảm hiệu năng hay không. Thì mình sẽ trả lời luôn như này. Có thể trong trường hợp đó là con 9750 nó mới chạy trên một con máy rẻ, ví dụ như Lenovo IdeaPad L340, thì các bạn có thể thấy là hiệu năng của nó mình test thì thấy kém hơn một chút. Cũng có thể là nó tối ưu về phần cứng, bởi vì nhiều khi nó chạy một cái phần mềm gì đó thì nó sẽ còn bổ trợ, ví dụ gì ạ, cảm màn hình, bổ trợ gì ạ, ổ cứng chẳng hạn, cũng có rất là nhiều cái để tác động. Nhưng mà việc mà nó chênh lệch nhau quá nhiều hay không thì mình nghĩ là không quá nhiều đâu. Có thể là sẽ bị giảm, nó tối ưu để cho nó phù hợp với phần cứng thì nó sẽ giảm một chút thôi. Hoặc là cái hệ thống làm mát nó không thể bằng những chiếc máy cao cấp được chẳng hạn, ví dụ vậy. Nhưng cùng là một con chip nhá, nếu nó được mặn, được làm mát ổn định thì chắc chắn nó sẽ hơn một chiếc máy mà nhiệt độ nó quá cao. Nhiệt độ cao thì sẽ giảm xung và chạy sẽ không ổn định, đúng không? Đó. Còn nếu mà tầm 35 triệu thì nó sẽ kèm theo gì ạ? Cảm màn hình nó mạnh. Ví dụ như ít nhất là RTX 2060 chẳng hạn. Với công nghệ cảm hình mới nó sẽ bổ trợ xử lý tính năng về hình ảnh, nó ngon hơn. Nhiều khi là chơi game hay làm đồ họa chẳng hạn thì nó sẽ có hai yếu tố là CPU và GPU sẽ cùng nhau tham gia xử lý. Còn cảm hình mà nó khỏe thì nó xử lý đẩy lên cái mức FPS chắc chắn nó sẽ cao, và có thể điểm số nó cũng sẽ tác động. Nhưng tóm lại là rẻ thì chắc chắn là sẽ bị hạ một cái thứ gì đó. Ví dụ trong trường hợp này nó là cảm màn hình. Ví dụ trong trường hợp này nó là tối ưu về cái lớp vỏ, cũng như những cái công nghệ kèm theo, ví dụ như là màn hình, ổ cứng hay cái cổng giao tiếp, thì em có thể cân đối em nhé. Còn nếu mà tính chỉ có hiệu năng CPU không, thôi anh cứ tính là tính vò đi, thì nó sẽ kém hơn khoảng 10%. Nếu như theo anh test đó là con Lenovo, bởi vì điểm số của nó hôm đấy anh test nó chỉ có hơn 1.000 một chút thôi. Còn nếu mà con đỉnh nhá, kéo cảm màn hình ngon nhá, nó gần 1.300 luôn, 1.300 CB, thì tính ra nó chênh nhau cũng tương đối là lớn đấy. Nhưng ở đây thì em phải suy nghĩ đó là nó sẽ có rất là nhiều cái linh kiện để nó tác động đến cái máy này, chạy nhanh chạy chậm là do cái nguyên nhân gì đó, thì nó sẽ bổ trợ cho nhau. Còn trong cái tình huống này anh nghĩ là rẻ thì chắc chắn nó cũng phải bớt đi, chứ không thể là một con máy rẻ mà mọi thứ nó đều hoàn hảo như một con máy nhiều tiền, không bao giờ có chuyện đó em nhá.
Vâng thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng rồi. Cứ 2 ngày thì chúng ta sẽ có một số hồi đáp như này. Thì mọi thắc mắc này, tư vấn này, mổ xẻ laptop hay là về những cái câu hỏi phần mềm thì các bạn cứ đặt ở bên dưới của các bài viết, đó là các câu hỏi. Còn nếu mà muốn mình trả lời trực tiếp, trả lời nhanh thì anh em có thể gọi điện cho mình. Số điện thoại của mình là 077-357-499 ở đuôi. Còn dạo này nó thực sự là công việc nó cũng hơi quá tải, cái này anh em cũng thông cảm. Bởi vì trả lời nó có hơi chậm thì mong anh em thông cảm nhé. Chứ 100% tin nhắn sẽ được trả lời. Cũng mong các bạn đó là ủng hộ bằng cách đó là đăng ký kênh để cho chúng ta sẽ có động lực, hai anh em mình có sẽ động lực mà ra nhiều video hơn cũng như bổ sung thêm nhiều kiến thức cho các bạn. Còn bây giờ thì mình xin phép xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.